hôm nay tôi sẽ thực hiện một thử thách mang tên từ level 1 lên tới level 25 trong vòng 30 ngày. Từ một cậu nhóc mới chơi như vậy nè, tôi sẽ trở thành dẫn động viên trường gián. Ủa, lộn hả? Tự nhiên trở thành ông đó làm chi trời? Và đây là nick mới của mình đây các bạn, Penny level 25. Đừng quên thả nút đăng ký và nút like để giúp mình hoàn thành được thử thách này nhé. 3, 2, 1. Trời ơi, hiện tại mình có một team nhưng mà mình đứng hạng 12 triệu mốt nha các bạn ơi. Trời ơi, tôi không ngờ mà mình lay mình nhiều người chết như vậy đó mà. Hy vọng trong vòng 30 ngày mình sẽ lên được cái hạng nào đó mà cao cao nha các bạn ơi. Chứ gì hạng gì 12 triệu mốt hơi ghê đấy nha. Nhưng đó chính là tới cửa hàng thú cưng và nhận nuôi một cái trứng nha mọi người. Thì cái trứng này 2k tiền sao nha. Rồi tới gặp cái chị đây nè, quá quen thuộc. Rồi, một con thú cưng rồi nha các bạn ơi. Rồi, nhận 1000 thì sao. Tiếp theo chúng ta phải đi câu cá mọi người. Câu một con cá đầu tiên thì chúng ta đầu tiên ra bãi biển cái đi. Ra bãi biển sẽ gặp một anh nông dân nha các bạn ơi. Mặc đồ rất là giống tôi. Đó đó, đeo khẩu trang màu trắng nè. Thì anh này sẽ cho mình free một cái cần câu nha mọi người. Nhưng mà cần câu gỗ nha. Rồi, cái lúc này có một bạn trúc sinh, bạn tới bạn chào tôi. Thì tôi có chào lại thôi. Bạn kêu chéo tim hông, cái tôi chưa hông các bạn ơi. Xong các bạn bỏ đi luôn. Trời, dễ thương thật sự các bạn ơi. Nhưng mà lúc này tại chưa liên kết tài khoản mọi người cho nên tôi tim không có được. Đó, rồi con cá đầu tiên của tôi là một con cá thu nha mọi người. Đúng rồi, một con cá thu. Rồi, nhận nhiệm vụ luôn nè. 10 kim cương, ui giời ơi, ngon thật sự các bạn ạ. Rồi, tiếp theo để tham gia thì trò chơi thì tôi rơi ngay vào cái map mà tôi chỉ dở các bạn ạ. Tôi nó té xuống hoài các bạn. Các bạn đoán thử xem top cuối cùng tôi nhận được là top bao nhiêu nha các bạn. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ay. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. Rồi, trời ơi, 6 người về rồi nè, bao nhiêu đây, top bao nhiêu đây. Và đó là top 9 nha các bạn ơi, quá là cùi luôn. Rồi, trả 10 kim cương đây. Rồi ok, nhiệm vụ tiếp theo là bắt côn trùng nha mọi người ơi. Thì đầu tiên chúng ta qua khu cấp trại nha. Và tới cái anh này nè, anh tặng cho mình một cái giật free nè. Xong đó chúng ta đi bắt thôi nha mọi người. Chức năng kết hôn đã kết hôn từ level 1 đó nha mọi người. Nhưng mà bây giờ phải đợi mail tôi mới kết hôn được mọi người à. Rồi bây giờ tôi vô tôi nhận cái bản tên cư dân mới đến nha các bạn ơi. Nhưng mà khúc này đặc biệt một cái nè, tôi qua cái tường của tôi. Trời ơi, Lâm Như Ngọc 58 kêu tôi pha ke các bạn à. Trời ơi, tôi buồn thật sự mà không sao. Mãi yêu Lâm Như Ngọc nha. Rồi, ok, nhiệm vụ cuối cùng mà chúng ta đã lên được level 2 nha mọi người. Đây nè, nhận hết cái này là lên level 2 luôn đó. Rồi, level 2 nha các bạn ơi. Mình cũng đáng hoàn thành được một số nhiệm vụ trong cái hổ cỡ nhập cư luôn nha các bạn. Để mốt mình lấy cái nhà luôn cho nó xịn. Còn bây giờ mình sẽ câu nốt 20 con cá, cũng như là kiếm 3 con cá thu, cũng như là mấy con cá vương miện mọi người, để hoàn thành được 3 cái thành tích nha. Rồi, xong rồi nha các bạn ơi, đạt được mục tiêu rồi nè. Nhưng mà khúc này mới ghê nè. Tôi gặp đâu đó là 3 cái bóng 4 nha các bạn ơi. Cái bóng 4 đầu tiên á thì chú đất các bạn nha. Cái bóng 4 2 mới ghê dữ nữa nè. Là chú đất luôn các bạn ạ. Ai nói quá tam ba bận đúng không? Cho nên lần thứ 3 chắc chắn phải lên các bạn nha. Và các bạn đón xem thử tôi lên con gì nha. Cần gỗ nha các bạn. Trời ơi, một con cá buồm nha mọi người, con này rất là to luôn nha mọi người. Khúc này mình lên được con hải ông lá siêu hiếm luôn các bạn, mà mình quên quay các bạn nha. Ôi ôi, mới tạo nick thôi mà được con này rất là đã với các bạn ạ. À, chính của mình nha, còn chưa được con này nữa cơ. Lúc này thì mình câu nốt một con cá thu cuối cùng nha các bạn. Rồi, ok nha các bạn ơi, xong thành tích cá thu nè. Khúc này tôi kể cho các bạn nghe nè, là tôi đi xuống lấy đồ mọi người à. Còn Mel sẽ phụ tôi là đi bắt côn trùng để hoàn thành nhiệm vụ thành tích. Mà bắt cái gì đâu mà bắt con option đâu đó, chợt 4-5 lần không được các bạn nha. Tại vì không biết quen chơi máy tính. Nó cho nó đập nữa, cứng cài nhật cài nhật chợt kìa. Coi nhìn mắc cười lắm các bạn, thề luôn á. Đó kìa. Trời ơi, lần thứ 5 dính không? Trời ơi, lần thứ 5 mới dính các bạn à, vãi vã thiệt chứ. Rồi các bạn ơi, cuối cùng cũng xong thành tích côn trùng rồi nè. Rồi bây giờ mình kết bạn một người nữa thôi là mình hoàn thành được các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhận để mình lên level 3 nha các bạn ơi. Rồi level 3 nha các bạn ơi. Ui, có thêm một cái điểm nhảy mới kìa, quá là xịn sò luôn các bạn nha. Mở thêm mấy cái sự kiện mới, cái thành tích mới nè các bạn. Ui lợi quá trời luôn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi bán cá nha các bạn ơi. Tại vì nãy giờ mình câu cũng xương xương rồi hả. Bán cá được xem được bao nhiêu tiền. Và cái số tiền nó sẽ tương ứng trong nhiệm vụ thành tích các bạn à. Rồi giữ lại con hải lâm lá nha, với con cá bườm. Hai con nó VIP các bạn à. Rồi trời ơi, rồi. Hai tích luôn nha.
Thì bây giờ tôi phải hoàn thành thêm hai nhiệm vụ của NPC bất kỳ nha mọi người, tôi mới nhận được cái thành tích tiếp theo nha mọi người ơi. Thì bây giờ tôi lựa chọn là cái anh kẻ thức này trong comment để tôi nhảy cho mọi người. Hồi xưa tôi nhảy thì cũng ghê lắm á, giờ nhìn cũng được mọi người à. Rồi rồi ghé qua chỗ bắt đom đóm vậy thì hôm nay ông cho bắt gì đây? À bắt ban bướm nha các bạn ơi. Ban bướm này thì đơn giản các bạn à. Nhiệm vụ tiếp theo khá là thân thuộc với các bạn, đó chính là giao pizza nha các bạn ơi. Nhưng mà hồi xưa chúng ta giao bên bờ nó ra, còn bây giờ chúng ta vẫn giao nhưng mà bên khu trung tâm nha các bạn. Rồi, trời ơi, pizza nóng ổi, xong nha. Rồi, nhận hai cái nữa nè. Rồi, ừ, đủ ba cái luôn các bạn à. Vậy là. Level 4 mà các bạn ơi, được thêm một chiếc xe đạp kìa, quá là ngon các bạn à. Rồi nha các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ tham gia tiệc trò chơi nha. Để mình hoàn thành một số cái thành tích như là chạm lên cái nút chậm vậy nè, ở trong cái map này nè, cũng như là đạt hạng 1, vào vòng 3, cối xây gió, vậy xây gỗ vậy đó các bạn à, một số nhiệm vụ đó nha mọi người. Rồi, khúc này về đích các bạn. Tự nhiên tôi nhận được một cái biểu cảm nhận nhảy chậm các bạn à, khá là xịn các bạn à. Khúc này tôi vô vòng 4 rồi các bạn à, nhưng mà gọi là vì một số sai sót thì xem cuối thì biết nè. Ơi, thua luôn rồi các bạn ơi. Chơi game xong là hoàn thành được nhiệm vụ dập cư ngày 1 nè các bạn, nhận hết nha. Rồi, nhận được bộ đồ nè, rất là đẹp luôn các bạn nha. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ vô zombie nha mọi người, để tôi giải quyết được mấy cái thành tích như là biến hóa 3-4 lần vậy nè, cũng như là đạt top 1 gì đó, hoàn thành trò chơi nữa nha các bạn. Khúc gần cuối tự nhiên tôi biến hình thêm một lần nữa, tôi nhận được biểu cảm nhận leo mọi người nha. Trời ơi, khá là xịn luôn các bạn nha. Rồi thôi bây giờ còn 3 giây cuối, tạm biệt anh zombie nha. Ừ, em xong rồi đó. Rồi, level 5 nha các bạn ơi. Được thêm một cái hộ cá nữa cơ, quá là xịn sò luôn. Bây giờ mình vô đào rương để hoàn thành cái thành tích này luôn nha các bạn. Ghé chị kem mua 2 cái kem, ăn 2 cái kem để hoàn thành được thành tích ăn 2 món đồ bất kỳ nha các bạn. Sau đó tôi chạy vô trung tâm thời gian để tôi thử 5 bộ đồ bất kỳ để tôi hoàn thành được thành tích tiếp theo nha mọi người. Rồi bây giờ chạy qua cam minh gặp anh thợ mỏ này để mua một cái búa gỗ, chúng ta đi đào 10 cái khoáng nha mọi người. Bây giờ đi tìm đá thôi nào, trời ơi đá đâu mà giấu kỹ dữ vậy trời. Ôi hình như là ở phía chỗ con Panama này, cái chỗ Panama hồi xưa nè, trời ơi cũng thấy các bạn à, bây giờ tôi đào luôn nha. Rồi, trời ơi một cái xương khủng long bay xịt các bạn à. Hoàn thành được bộ sưu tập, có vẻ như tôi hoàn thành được một cái bộ sưu tập nào đó các bạn à. Rồi ok, đạt được mục tiêu luôn rồi nè. Rồi, để xem bộ sưu tập nào đây. Trời ơi, chấm đỏ có thiệt nha các bạn ơi. Phải 10 kim cương không? Ấy chứ, trời ơi, có 300 tiền sao các bạn còn cũng được các bạn à. Rồi, vô xem cái thành tích chứ coi. Rồi, xong khoáng thạch nha. Khúc này con bé mình nó nở các bạn à, ra con gì đây? Trời ơi, con heo, trời ơi. Một con heo có tên là mèo mèo thúi. Cho nên tôi qua nhà ông Tài vô lô tôi kiếm đồ ăn tôi ăn nha các bạn ơi. Tại vì sau khi chúng ta thử đâu đó là 20 món ăn hoặc là chúng ta chế tạo 3 món ăn gì đó thì chúng ta sẽ hoàn thành được 2 cái thành tích luôn nha các bạn.
Thành tích tiếp theo đó chính là bóc đại một hộp bóc thăm nào đó nha các bạn ơi. Rồi tôi bóc cái này nè, để xem hên không, hên không. Ủa cái gì vậy, sao giúp có đạp đám cưới vậy? Trời ơi, cái mồm anh em ơi, cái này tôi bắt về. Thành tích cuối cùng đó chính là hoàn thành hai nhiệm vụ cảnh sát cho các bạn là xong nha. Rồi bây giờ tôi sẽ gặp anh cảnh sát Victor để chúng ta đi tìm cái gọi là cái gì mà cái nhỏ cho mọi người. Cái vỏ bây giờ có cả bên Bonobono luôn nha các bạn ơi. Trời, lâu quá không làm nhiệm vụ này, không biết là nó có bên đây luôn các bạn nha. Rồi rồi, nhận nè, trả cho tôi một cái, tôi sắp lên cấp rồi nè. Rồi, xong cái thành tích nha các bạn ơi, thành tích cuối cùng. Ô, và đó là level 6 nha các bạn ơi. Nhận thêm cái biểu cảm gì mà nằm trên đất nữa nè. Trời ơi, quá là dễ thương luôn các bạn ơi. Rồi rồi, đeo vô thử coi. Trời ơi, cu tèo quá các bạn ơi. Ok nha các bạn ơi, quá là đẹp. Vậy là ngày đầu tiên mình đã đạt được 6 level nha mọi người. Vậy ngày thứ hai mình sẽ đạt được bao nhiêu level đây? Các bạn cùng đón xem phần 2 nha.